như mà trở lại những cái 1 năm, 2 năm trước đây thì cô Nguyễn Phương Hằng chính là một cái người tiên phong. Người tiên phong là người đi đầu. Cô ấy không đơn độc lẻ loi mà cô là một người đi đầu trong rất nhiều người dân bức xúc lên tiếng về câu chuyện từ thiện. Và có lẽ là ai trong chúng ta cũng cảm thấy rằng là cô Nguyễn Phương Hằng đang nói hộ cho cái tiếng lòng của mình. Vì mình không thể nói được, vì tiếng nói của mình đôi khi không có sức nặng bằng cô Nguyễn Phương Hằng. Nên là khi mà cô nói ra được với cái tiếng nói có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như vậy, chúng ta ủng hộ, chúng ta cảm thấy là nói được thay cho cái tiếng lòng của chúng ta. Còn với một YouTuber như Phúc Tài Chính thì cảm giác như khi mà cô Nguyễn Phương Hằng nói trước, còn Phúc Tài Chính là và các YouTube khác là đi phía sau để nói phía sau. Chúng ta luôn cảm thấy rằng là khi mà có một người đứng đầu dẫn đầu, có một người đứng ở phía trước như một người thuyền trưởng, đỡ được hết những cái đầu sóng ngọn gió bão tố như vậy, thì cái người mà lên tiếng phía sau cảm giác an tâm hơn. Và nhiều lần thì Phúc Tài Chính chia sẻ thật là nếu như mà lúc đấy là không có cô Nguyễn Phương Hằng, thầy Đặng Anh Quân hay chú luật sư Nguyễn Đình Kim lên tiếng thì có lẽ là Phúc Tài Chính chạy trước rồi. Bởi vì là đứng trước cái việc là nghệ sĩ kiện rồi, đứng trước cái việc ngày đó là không có nhiều hiểu biết về pháp luật, ví dụ 331, 155, 156. Cái sự thiếu hiểu biết nó khiến cho bản thân Phúc cảm thấy rất là sợ hãi khi mà thiếu hiểu biết về pháp luật như vậy. Cái gì mà chúng ta không biết thì chúng ta hay thường sợ và thường bỡ ngỡ mà. Thì nhờ có cô Nguyễn Phương Hằng như vậy thì rất nhiều người dân và rất nhiều YouTuber đều đồng loạt lên tiếng và tạo ra những cái bão truyền thông, bão dư luận cực kỳ lớn khiến cho Bộ Công an phải tham gia vào. Bộ Công an là phải điều tra lại cái vấn đề về chuyện từ thiện. Và rất nhiều báo chí truyền thông giật tít đưa tin. Và ngày đó thì coi như nghệ sĩ xẹp như một con dán. Và đấy là những cái điều mà không thể quên được. Và chính vì như vậy, chính vì cô Nguyễn Phương Hằng nói những cái nỗi lòng của người dân, chính vì cô ấy bức xúc thay người dân, nói lên tiếng nói của người dân, và đến bây giờ thì cô là người tiên phong. Người tiên phong và đã có những cái sai phạm để nhà nước, để pháp luật đã vào cuộc xử lý. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần chấp nhận. Có một cái đó chính là khi mà như vậy thì những cái người mà đã từng thấy cô ấy lên tiếng cho chính bản thân mình, nói ra cái bức xúc của bản thân mình, ủng hộ cô lên tiếng nữa đi, lên tiếng mạnh đi, thì chúng ta cảm thấy là thực sự cô đã thiệt thòi. Có lẽ những gì cô chịu đựng là chịu đựng hết tất cả những cái gì mà tất cả chúng ta cộng lại thì là cô Nguyễn Phương Hằng đều đứng ra chịu đựng hết. Thì đó chính là cái sự thiệt. Phúc đang là những cái lọ kem đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, cô chú anh chị nhé. 4 loại kem đánh răng Median 93% của Hàn Quốc. Đây là cái loại kem đánh răng mà Dũng rất là thích. Khi mà đã dùng rồi thì chúng ta không thích dùng những cái loại kem đánh răng thông thường nữa đâu. Thì ở đây có tất cả là 4 màu tượng trưng cho 4 công dụng này. Đầu tiên là màu trắng này. Màu trắng thì sẽ có tác dụng là trắng răng của chú anh chị nhé. Tiếp theo là màu xanh ngọc này thì sẽ có tác dụng là nếu như ai mà bị hay bị viêm lợi, nhiệt miệng, viêm nướu ấy, thì sử dụng cái này nó sẽ giảm đi những cái bệnh về răng miệng. Tiếp theo là màu đỏ là sẽ giúp chống hôi miệng của chú anh chị nhé. Đặc biệt là các anh hay các chú mà hút thuốc lào hay hút thuốc lá thì cái miệng nhiều khi là nó bị ám mùi thuốc và nó hôi, thì chúng ta có thể sử dụng cái kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc màu đỏ này để loại bỏ những cái mùi hôi đấy. Tiếp theo là cái màu xanh dương này. Thì trong quá trình mà chúng ta ăn uống thì hay có những cái mảng báng trên răng và lâu dần nó thành cao răng ấy, thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái màu xanh dương này để loại bỏ các mảng báng. Có cái kem đánh răng Median 93% thì sẽ là 55.000 bán lẻ cô chú anh chị nhé. Trên Phúc Tài Chính có một cái deal kem đánh răng rất là tốt. Khi mua 4 kem đánh răng Median 93% Hàn Quốc thì cái giá combo cho 4 kem đánh răng chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 cho 4 kem đánh răng, bình thường mua lẻ thì sẽ là 55.000. Và mua 4 cái thì nó sẽ là 220.000 đấy. Mua 4 kem đánh răng thì cái giá nó chỉ là 190.000 mà thôi. 190.000 không những thế thì sẽ được tặng ngay một tuýp dầu lạnh 50.000 của chú anh chị nhé. Thế được tặng một tuýp dầu lạnh như thế này của chú anh chị nhé. Những ai mà bị đau ví dụ bả vai này, đấy, đầu gối này hay là lưng thì có thể sử dụng cái dầu lạnh này để chúng ta bôi để giảm cơn đau. Mua 4 kem đánh răng Median 93% thì cái giá chỉ là 190.000 và sẽ được tặng một dầu lạnh của chú anh chị nhé. Mua 4 kem đánh răng được tặng một dầu lạnh 50.000.